Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóa Lazada. Và hôm nay thì mình có một kiện hàng từ trên Shopee trong đợt sale 4/4. Đó chính là một cái gọi là cái gì nhỉ? Mình thấy cũng quảng cáo cái này rất là nhiều khi mình đi các cái thang máy ở một số các chung cư ấy. Mình thấy có một sản phẩm nghe tên rất lạ, đó chính là Laogamma. Ngày nay thì mình đã có thử Laogamma và nay chúng ta thử review và trải nghiệm thử cái Laogamma xem như thế nào nhé. Rồi đây, và cái thông tin của sản phẩm này đây, nó chính là Laogamma. Laogamma thì mình thấy nó quảng cáo trên thang máy nó như là cái món mì ấy, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu thì nó không phải là mì anh em ạ. Nó là một cái gọi là cái gia vị hết sức đặc trưng của người Trung Quốc, nên mình muốn mua để trải nghiệm. Nó đúng, nếu mà theo phiên cái Việt Nam thì nó sẽ là ớt chưng xì dầu. Đấy, ớt chưng xì dầu Laogamma này. Giá mình mua ở đây thì ở trên này mình mua ở shop là 50.000 à, và mình mua sale chỉ 20.000 thôi nhá. 50.000 này anh em ơi, thấy thành tiền chỉ có 20.000 thôi. Đó, cái sản phẩm của nó đây, đó chính là Laogamma ớt chưng dầu đủ vị. Thực ra cái Laogamma này của nó đúng thì nó sẽ có rất nhiều vị luôn này, cũng có vị tàu xì này, vị đậu cay này, vị truyền thống này, gà cay này, thịt lợn miếng này. Mình mua thử cái là tàu xì nhá. Còn các cái vị khác thì mình nghĩ rằng nó cũng xem với nhau, thì thay đổi một chút thôi. Đây, về thông tin của sản phẩm này thì đến từ Trung Quốc nhá. Rồi, nói chung là ăn các sản phẩm Trung Quốc thì cũng ghê, nhưng mà mình thấy nó quảng cáo nhiều, không mua về ăn thử. Hình như Việt Nam hiện nay cũng có cái nhà phân phối của cái Laogamma này rồi. Đây này, nó có rất nhiều vị chưng dầu, tàu xì, đậu cay này, dầu truyền thống này, tức là sốt đậu phộng này, dầu gà cay, thịt lợn miếng này. Một chút thông tin về cái sản phẩm này nhé. Đây là món ăn được xếp vào những món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của người Trung Quốc được ưa chuộng trên toàn thế giới. Nó cũng giống như là tương đen của Hàn Quốc này, hay là cái gì nhỉ, cái đậu thối của Đài Loan này, hay cái món đậu lên men gì natto của Nhật Bản này. Ở Việt Nam thì có cơm mẻ, nó rất nhiều có cái gia vị đặc trưng ấy, thì cái Laogamma này nó như vậy. Và cái Laogamma ớt chưng dầu này có thể sử dụng với rất nhiều các món ăn, như là ăn với kèm với cơm, ăn với các món xào, hay là mình có thể ăn với các món Âu như là mì Ý, pizza, hoặc là làm các gia vị chấm, sốt, chưng. Đó. Ăn với đủ thịt, cá, rau củ, rau trộn, salad. Đây, ớt Laogamma là gia vị cho các món nướng, nẩu, trộn, nói chung cũng vừa có thể chấm này, mình có thể trộn này, hoặc là mình cho vào nước nẩu cũng được. Bí kíp của nó này, thành phần nhá, thành phần đây này, mình thực ra mình không biết, mình sẽ lấy cái luôn cái trên thông tin Shopee chia sẻ các bạn này. Gồm có ớt quả này, được sấy giòn, sau đó với cả hạt đậu tương này, rồi muối, đường, và nói chung là cái này nó làm cũng giống như kiểu cái gì nhỉ, cái sa tế của Việt Nam mình đoán như vậy. Và có thể ăn rất, nói chung là ăn đủ các thức ăn, thịt, cá, rau củ, bún, biếc các thứ. Đó, đây là cái mà hình ảnh này. Đấy, đây nhá, có hình ông tàu khựa này, đây này, đấy, đây này, nó làm mày nhìn rất là đẹp mắt luôn, đó. Xanh đỏ mình rất thích cái màu đỏ này. Rồi, thì sản phẩm về đây, 50.000 mua vào sale còn có 20.000 rẻ nửa tiền anh ạ. Một chai này là 280g nhá, mình mua từ shop là anh Hiệp Béo ở Linh Đàm, ống túi đen, giờ bóc ra kiểm luôn, đó, quá rẻ luôn. Shop lắm, cẩn thận quá anh em ạ, có cả shop ở dưới nữa. Để giải thích cho anh em xem nó Laogamma là cái gì nhá. Ủa, shop đóng cẩn thận, thấy hiểu luôn anh em ạ. Bọc cả shop ở ngoài này. À, cái này không có hộp, họ đóng một shop. Kiểm luôn, đây. Mình nghĩ là chai nhựa. Không biết là chai nhựa hay chai thủy tinh nhá. Ủa, shop đóng cái hộp nhìn yêu vãi chưởng luôn anh em ạ. Như kiểu cái logo ấy. Rồi xem nào. Rồi, nặng phết anh ạ. Chai này là 280g, khoảng 3 lạng, giá là 50.000. Mình mua sale chỉ 20.000 thôi nhá. Rất nhiều các bác mình để giá là 20.000 nữa. Các bác bảo sao thằng này chém gió. Tôi mua 20.000, tôi bảo tôi mua 20.000 chứ tôi không phải tôi mua rẻ, tôi khoe tôi mua rẻ chứ. Rồi, có tâm phết anh ạ. Nhưng mà đóng chắc về khả năng cái chai này là chai thủy tinh rồi anh em ạ.
Mà chai nhựa thì chắc mình sẽ nghĩ là nó ẩu hơn. Đây, tôi sẽ vừa review này, nếm thử và tôi sẽ ăn thử luôn nhá. Ủa, hay là túi nghe, chắc cần cẩn thận quá. Chai bằng thủy tinh em ạ. Đây, đây là cái sản phẩm. Ủa, trên này nó còn bóng một lớp nữa, chắc là tránh bung em ạ. Cẩn thận đấy, xót tính cẩn thận. Rồi, đây chính là chai lao khăn ma. À, đang tính tàu khửa thôi kìa. Rồi, có hình ông này, nhìn như là ông trong vật dầu gió ấy. Đang tính chung khổ thôi. 280g này. À, sử dụng xem ở đâu nhỉ? Có cả mã vạch này, lao gan ma luôn này. Wow, lao gan ma.cn nhá. Hình như là cũng có một sản phẩm của Việt Nam nhưng mà như được Việt hóa hay sao? Mình ông gió mình thấy quảng cáo mà chắc cái sản phẩm của Việt Nam rồi. Đây, tháng 8 năm 20 này, không biết hạn sử dụng đến bao giờ. Ôi ôi, hay hết hạn rồi. Cái này là ngày sản xuất hay là 13 tháng 8 năm 20 rồi. Không biết là ngày sản xuất hay là hết hạn anh em ạ. Nguy hiểm vãi. Rồi, cái này cũng hơi ghê anh em ạ. Mình không biết cái này là ngày sản xuất hay là hết hạn sản xuất. Nhưng mà mình nghĩ rằng nhiều khả năng cái này là ngày sản xuất anh ạ. Tại vì nó ghi cái giờ là giờ bắt đầu gọi là cái giờ sản xuất ra ấy. Có nghĩa là đến là ngày nó bắt đầu nó sản xuất. Đó, mình đoán được vậy nhưng cũng chả biết được nhỉ. Là thằng tàu mà, khó lắm. Rồi thử ăn thử thôi nhá. Rồi, và cái kích thước để sản xuất cái lao gan ma này thì mình có xem hiểu một số cái tài liệu trên internet. Thì nó là cái ớt, cho nó cái ớt khô, cái ớt rất là trưng, ớt tứ xuyên, ớt gì của Trung Quốc, nó rất là cay. Và người ta xào lên rồi người ta cho cái đậu tương này vào xào cùng này. Hoặc là muốn ăn với cái vị thịt thì họ đổ trên cái thịt đấy vào xào. Thì nó sẽ có rất nhiều loại như vị đậu tương này, vị thịt tiết các kiểu gì đấy. Đó rồi ấy. Còn đặc trưng trong này thì nó vẫn sẽ là ớt xào lên. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem thử nhá. Lắp trên này bằng thủy tinh nhá, hoàn toàn bằng tiếng. Đây, nó có một may quá, nó có cái tiếng Anh ở đây. Open này. Rồi, như vậy mở được ra rồi. Wow, cái chai này chị ăn bao giờ hết anh ạ? 280g. Màu rất là đẹp nhá. Cái này chắc mình sẽ rót ra từ cái bát cho anh em xem bên trong này. Chứ để trong hộp thì không nhìn được. Rồi, đây, đây là cái gia vị của lao gan ma. Mình thấy đây có hạt đậu đen. Hạt đậu đen này, hạt đậu đen, cho cái chè đậu đen ấy. Và có rất nhiều thứ lộn nhộn. Mùi của nó thì hơi ngây ngấy ấy. Mùi nó cũng, nó có cái mùi nó cũng ngây ngấy như kiểu mùi lạc xưởng ấy. Có mùi mùi giống cái mùi tương đen nữa. Có mùi ngấy ngấy của là xưởng, mùi mùi nồng nồng của cái mùi tương đen ấy. Cái dầu cái bạn nào hay ăn cái sốt mì tương đen của Hàn Quốc thì nó có cái sốt của Hàn Nhật thì nó cũng thế. Nó sẽ có mùi nồng nồng như vậy. Màu sắc thì rất là đẹp anh em. Cái màu này thì công nhận là màu đặc trưng của các cái món như là vịt quay ấy. Nó sẽ có màu đỏ rất đậm như này. Nó màu sa tế nhưng mà đậm hơn anh em. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái vị này nhá. Sau đó chúng ta sẽ thử nấu một cái món ăn như thế này. Nó ngọt ngọt, không cay đâu anh ạ. Nó vị, mình ăn thử miếng nốt đen nha. Có cái này chắc chắn nó có mỡ rồi nhá. Nó chua chua. Ăn thử cái này. Cái này chắc là ớt khô này. Ăn như kiểu thịt bò khô ấy. Nói chung là cũng lạ. Cái này thì như mình có chia sẻ thì cái này chúng ta có thể kết hợp được rất nhiều các món ăn. Các bạn có để thể mộc như này, chúng ta chấm vào, có thể chấm thịt, chấm rau, chấm bún, chấm giết các thứ. Hoặc là mình có thể làm cái này làm sốt. Mình có thể làm như là tí mình sẽ làm thử món mì với lao gan ma này. Thì các bạn chỉ cần luộc mì lên, chúng ta đổ ra đó. Cái này vào trộn và ăn kèm với mì luôn. Hoặc là bún vậy, chúng ta trộn vào. Hoặc là ăn đơn giản nhất là các bạn lấy cơm. Các bạn lấy cơm trắng này,
công tác đồ đây trộn ăn đó. Hoặc là mình có thể, cái này là như vậy là công thức thứ hai này, đây là cái gia vị chấm này đầu tiên này, à, ăn trộn với cái món cơm này. Và cách thứ ba nữa mình có xem trên một tham khảo trên Shopee thì chúng ta sẽ có thể là dùng cái này làm cái nước để mà làm cho vào nồi lẩu đó, nó giống như sa tế. Nhưng mà mình ăn thử cái này thì nó không cay nồng như sa tế của Việt Nam, mà ăn nó vừa chua vừa cay vừa hơi nồng nồng, nó nói chung rất là lạ nhé, không phải là cay hoàn toàn như là cái ớt gì đâu, như là sa tế nó cũng không nồng, nó không thợ chua, nó không như kiểu tương đen của Hàn Quốc đâu, nó rất là lạ luôn. Không biết bên này họ cho những gì ăn rất là lạ. Mà mùi nó mình cảm giác như ăn là sườn đấy. Và cái thứ ba, cái thứ tư đúng không? Cái thứ ba mình cho nước lẩu này. Cái thứ tư mình có thể dùng để kho thịt. Thứ năm là mình có thể trộn với salad, từ các món rau sống ấy, mình để trộn này vào ăn được. Rồi nó rất nhiều cách. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ ăn thử cái này với mì. Mình sẽ làm ít mì spaghetti và chúng ta ăn thử cái này xem nào. Rồi, như vậy hôm nay thì mình vừa review cũng như chia sẻ anh em về một cái gia vị hết sức nổi tiếng của Trung Quốc. Và cũng rất là, mình thấy ở hiện nay trên thị trường Việt Nam thì cũng có quảng cáo cái sản phẩm này khá nhiều. Nó là cái lao gan ma ớt chiên dầu của Trung Quốc. Và cảm nhận của mình khi ăn cái này thì nó, thứ nhất là có cái vị thơm của đậu tương, có cái vị cay, không phải là cay mà nó có cái vị của, cái vị thoang thoảng vị ớt thôi. Ăn thì nó khá là thơm, cái này để ướp thì rất là ngon. Nhưng mà mình rất sợ cái này, nó đặc điểm là ăn nó rất là mỡ ấy. Ăn xong mồm miếc đầy mỡ luôn, đầy dầu luôn. Nó cũng là có thể nói là cái đặc trưng của cái nét ẩm thực của Trung Hoa, họ rất thích các cái đồ chiên xào. Nói chung là cũng một cái sản phẩm trải nghiệm ăn rất là lạ. Cho một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ làm trải nghiệm các sản phẩm khác nhé. Ok, xin chào, gặp lại.